Thưa quý vị khán giả, vòng 1 được xem là một vũ khí thể hiện sự hấp dẫn của chị em phụ nữ. Sở hữu một vòng 1 căng tròn, săn chắc luôn là ước mơ của mọi chị em. Tuy nhiên, theo thời gian thì vòng 1 sẽ xuống cấp và không còn được như thời thanh xuân. Theo các chuyên gia, nội tiết tố nữ tăng mạnh khi người con gái bước vào tuổi dậy thì và toàn bộ quãng thời gian sau đó thì người phụ nữ luôn phải đối diện với nguy cơ rối loạn, suy giảm nội tiết tố nữ. Tình trạng này thường diễn ra mạnh nhất vào thời kỳ tiền mãn kinh mà biểu hiện rõ ràng nhất chính là vòng 1 không còn săn chắc. Hiện nay, với công nghệ phát triển thì việc giúp sở hữu một vòng 1 căng tròn đầy đặn không quá khó khăn, nhưng kéo theo đó là những nguy hiểm tiềm ẩn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe lâu dài. Do đó, chị em vẫn luôn tìm kiếm những sản phẩm có nguồn gốc từ tự nhiên, an toàn cho sức khỏe. Và gần đây nhất thì các nhà khoa học Việt Nam đã kết hợp với các chuyên gia quốc tế ứng dụng thành công công nghệ phytosome hiện đại để chiết xuất ra các tinh chất từ tảo dược tự nhiên, sản xuất thành công dòng sản phẩm tăng kích thước vòng 1 và bổ sung nội tiết tố nữ có tên gọi là Trumiso. Trước đây, hồi còn con gái thì vòng 1 của tôi khá là đầy đặn, nhưng sau khi sinh em bé xong thì trở nên xuống cấp và chảy xệ. Nhưng rất may mắn tôi được một người bạn giới thiệu về sản phẩm Trumiso. Thì tôi cũng có tìm hiểu sản phẩm này rất là kỹ. Thì được biết Trumiso được chiết xuất từ 100% là thảo dược thiên nhiên, rất an toàn cho sức khỏe và còn mang đến hiệu quả bổ sung nội tiết tố nữ và săn chắc vòng 1. Cho nên tôi đã sử dụng một khoảng thời gian rất là dài. Và tôi cảm thấy sản phẩm rất là ưng ý và hài lòng. Tháng đầu tiên thì tôi cảm thấy cơ thể của mình nữ tính hơn nhiều. Tháng thứ hai thì cảm thấy vòng 1 của mình săn chắc hơn trước rất là nhiều. Hiện tại tôi vẫn đang sử dụng sản phẩm và rất tin tưởng Trumiso sẽ mang lại vẻ đẹp lâu dài cho tôi. Viên uống Trumiso được sản xuất đúng quy trình nghiêm ngặt trên dây chuyền hiện đại tại nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP, đảm bảo chất lượng sản phẩm từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến khâu hoàn thiện, giúp đem lại sản phẩm có chất lượng tốt nhất đến người sử dụng. Sản phẩm ứng dụng thành công công nghệ phytosome vượt trội, giúp làm tăng sinh khả dụng của các hợp chất có nguồn gốc từ tự nhiên, làm giảm thải trừ dưới dạng liên kết giáng hóa, do đó có tác dụng kéo dài hơn so với dạng không có cấu trúc phytosome. Trumiso là sản phẩm kết hợp hoàn hảo giữa thảo dược và các vitamin có lợi cho cơ thể, gồm có mầm đậu nành, sâm tố nữ, hầu biển, thông đỏ, thổ phục linh, nhân trần, đinh lăng và một số loại vitamin E, vitamin PP. Trong đó nổi bật là mầm đậu nành tự nhiên với hoạt chất isoflavone có cấu trúc phân tử tương tự như nội tiết tố nữ estrogen của nữ. Ưu điểm của hoạt chất này là có khả năng tự đào thải khi dư thừa, vì vậy có thể giúp bổ sung, cân bằng nội tiết tố nữ một cách tự nhiên, an toàn, đẩy lùi các vấn đề do suy giảm hoặc rối loạn nội tiết tố nữ gây ra. Khi bước vào độ tuổi 30 thì các chị em thường có những cái biểu hiện như là cơ thể kém săn chắc, vòng 1 chảy xệ, tăng cân mất kiểm soát, lão hóa da, khô hạn hoặc là dễ bốc hỏa v.v. Thì nguyên nhân chính của những cái biểu hiện này đó là cái tình trạng là thiếu hụt nội tiết tố hay còn gọi là estrogen ở trong cơ thể. Thì estrogen nó là một cái học môn rất là quan trọng đối với lại cơ thể của người phụ nữ. Tuy nhiên thì khi mà phụ nữ bước qua cái độ tuổi thanh xuân cùng với cái sự tác động của thời gian, quá trình lão hóa cũng như là cái quá trình sinh nở thì cái lượng học môn estrogen này nó sẽ bị sụt giảm theo thời gian, và tới khoảng 50 tuổi thì cái số lượng của estrogen này thì nó chỉ còn khoảng 10% so với các chị em phụ nữ ở tuổi thanh xuân. Như vậy thì cái cách đơn giản nhất mà các chị em phụ nữ có thể bổ sung đó là từ trong cái nguồn dinh dưỡng, thức ăn hàng ngày. Ví dụ như là chúng ta sử dụng các cái loại thực phẩm tự nhiên mà giàu các cái chất có lợi. Ví dụ như là đu đủ xanh hay là mầm đậu nành, các cái loại hạt đậu, ngũ cốc, trái cây vân vân. Bên cạnh đó thì chúng ta vẫn có thể bổ sung thêm những cái thực phẩm chức năng mà chúng ta cung cấp cái lượng estrogen từ bên ngoài vào. Và một trong những cái sản phẩm tôi thấy rằng nó có cái khả năng sản sinh estrogen rất là tốt, đó là viên uống Trumiso kết hợp giữa các cái loại thảo dược có lợi và các cái vitamin có ích cho cơ thể. Thì những cái loại thảo dược trong y học cổ truyền giúp cho tăng cái khả năng sản sinh collagen trong cơ thể, ví dụ như là mầm đậu nành, sâm tố nữ, hầu biển hay là thông đỏ,
nhân trần, đinh lăng, thổ phục linh vân vân, và các cái loại vitamin cần thiết cho cái vẻ đẹp của người phụ nữ như là vitamin E, vitamin PP vân vân. Thì trong những cái thảo dược này có cái mầm đậu nành, đây là một cái thảo dược rất là quý. Người ta thấy rằng là trong mầm đậu nành thì có một cái hợp chất gọi là isoflavone, và nó có một cái cấu trúc phân tử tương tự như cái nội tiết tố nữ estrogen. Và cái ưu điểm của cái hoạt chất này đó là khi mà nó vô cơ thể chúng ta, nếu mà nó có dư thừa thì nó cũng có khả năng tự đào thải ra ngoài, do đó thì nó an toàn. Và khi mà chúng ta sử dụng những cái sản phẩm cung cấp được cái nguồn estrogen từ các cái thảo dược thiên nhiên thì nó sẽ an toàn cho cơ thể, và như vậy thì sẽ giúp cho chị em phụ nữ chúng ta cân bằng được cái nội tiết tố, cũng như là có thể giải quyết được những cái vấn đề có cái sự sụt giảm hoặc là rối loạn nội tiết tố gây ra cho cơ thể. Viên uống Tromiso phù hợp với đối tượng phụ nữ mãn kinh, tiền mãn kinh, người suy giảm nội tiết tố nữ, người bị lão hóa da, sạm da, những người mong muốn sở hữu vòng một căng tròn, săn chắc. Sản phẩm được các chuyên gia y tế đánh giá cao về độ an toàn và không gây tác dụng phụ khi sử dụng lâu dài, và đã được Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Nhờ khả năng bổ sung nội tiết tố nữ, kiên trì sử dụng Tromiso từ 1 đến 2 tháng giúp cải thiện vóc dáng, làn da và kích thước vòng một hiệu quả, an toàn, không tác dụng phụ. Bên cạnh đó, các chuyên gia khuyên rằng chị em phụ nữ nên ăn nhiều rau củ, hạn chế ăn đồ mỡ và thực phẩm có hại cho sức khỏe, tăng cường bổ sung các chất dinh dưỡng, uống 2 lít nước mỗi ngày, cũng như tập những bài thể dục để đạt công dụng nhanh chóng. Thưa quý vị khán giả, nhờ khả năng bổ sung nội tiết tố nữ, kiên trì sử dụng Tromiso từ 1 tháng cho đến 2 tháng giúp cải thiện vóc dáng, làn da và kích thước vòng một hiệu quả, an toàn và không có tác dụng phụ. Bên cạnh đó, các chuyên gia khuyên rằng chị em phụ nữ nên ăn nhiều rau củ, hạn chế ăn đồ ăn có nhiều dầu mỡ và thực phẩm có hại cho sức khỏe, tăng cường bổ sung các chất dinh dưỡng, uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày, cũng như tập những bài tập thể dục đều đặn để đạt thành công như mong đợi. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.